chị em khó ở khi ngắm dàn bạn gái, đã đẹp còn giàu của tài tử Huynh Bin. Tài tử Hàn Huynh Bin từng công khai hẹn hò các diễn viên Hoang Di Huynh, Song Hae Kyo, Kang So Ra, Được mệnh danh là một trong bốn bảo vật cộng đồng Hàn Quốc. Huynh Bin đẹp trai, tài hoa, nhưng tới giờ, vẫn độc thân. Nam tài tử, từng nói mong cưới vợ trước 40 tuổi. Không coi trọng ngoại hình của bạn gái tương lai, mà chú ý vẻ đẹp nội tâm. Đến nay, Huyên Bin từng công khai tình cảm với ba mỹ nhân xứ Kim Chi đó là Hoang Di Huyên, Song He Kyo và Kang So Ja. Một. Hoang Di Huyên. Năm 2005, khi sự nghiệp khởi sắc, Huyên Bin bị truyền thông Hàn Quốc đưa tin hẹn hò Hoang Di Huyen. Huyên. Huyên Bin sau đó đã chia sẻ: Chúng tôi chưa hẳn là một cặp nhưng chúng tôi đã tìm thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, cuộc tình của họ vấp phải phản đối từ công chúng. Khán giả cho rằng Di Huyên kém sắc diễn xuất thiếu chiều sâu và sự nghiệp nhạt hòa. Năm 2007 cặp sao âm thầm chia tay. Theo nét Hoàng Di Huynh khổ sở khi bị công kích dựa hơi Huyên Bin khóc nhiều vì tình yêu không như ý. Hoàng Di Huyên xuất thân là thành viên nhóm nhạc Gankist được nhận xét có khả năng ca hát tốt ở lĩnh vực diễn xuất cô toàn đóng vai phụ. Nữ ca sĩ sinh năm 1983 sở hữu chiều cao 1,72m thân hình thon gọn và bốc lửa sau đổ vỡ với Huyên Bin. Hoang Di Huynh từng đau khổ cho tới khi gặp được người chồng doanh nhân sau này. Tháng 10 năm 2019, cô kết hôn với doanh nhân lớn tuổi, giàu có. Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh du lịch tận hưởng cuộc sống, và cơ ngơi bề thế. Hai, Song He Kyo, nữ diễn viên Song He Kyo là mối tình thứ hai mà Huynh Bin công khai, cặp đôi hợp tác trong bộ phim Thế giới mà họ đang sống. Phải lòng nhau trên phim trường. Huynh Bin và Song He Kyo bí mật hẹn hò, và công khai chuyện tình, vào hai tháng sau đó. Tình yêu của Huynh Bin và Song He Kyo nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng, truyền thông Hàn Quốc thì gọi đây là cặp đôi trong mơ. Không xuất hiện chung thường xuyên, nhưng cặp đôi hay dành cho nhau những lời tốt đẹp tại lễ trao giải của đài SBS năm 2010. Huynh Bin nhắc đến bạn gái trong bài phát biểu nhận giải của mình, năm 2011, nam diễn viên đi Busan quay phim Friend Our Legend trong 6 tháng, họ chủ yếu giữ liên lạc qua điện thoại, vì rất ít cơ hội gặp nhau, hồi đó, Song He Kyo, từng tâm sự cô rất nhớ Huynh Bin, Mỗi lần chúng tôi bên nhau, thời gian đều ngắn ngủi, nhưng đáng giá. Tuy nhiên, sau hai năm hẹn hò, hai ngôi sao, đã đường ai nấy đi, huyên bin, khiến nhiều người tiếc nuối khi tuyên bố chia tay trước khi lên đường nhập ngũ. Ngoài giá cát xe đóng phim, và quảng cáo cao ngút trời, song He Kyo nổi tiếng là đại gia bất động sản của KBIS, chỉ tính riêng, tại khu Sa Seong Đông Seoul, song He Kyo, đã sở hữu tới 3 căn nhà, một căn nhà với diện tích khoảng 462m2 trị giá 8,5 tỷ won khoảng 163 tỷ đồng một căn biệt thự gồm 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh và một căn hộ cao cấp trị giá 9 tỷ won gần 173 tỷ đồng đứng tên mẹ ruột cô bà Kang So Ja. Năm 2017, khi sự nghiệp khởi sắc, Huynh Bin thừa nhận hẹn hò với đàn em kém 8 tuổi, Kang So Ja. Cặp đôi ngôi sao lần đầu gặp nhau, tại một bữa tiệc với bạn bè, vì cùng hoạt động trong ngành giải trí với tư cách diễn viên. Hai người chia sẻ những lời khuyên về diễn xuất và trở nên thân thiết, từ đó mối quan hệ phát triển tự nhiên tiến tới tình yêu. Sau một năm, Huynh và Kang So ra xác nhận chia tay với lý do lịch trình quá bận rộn để hẹn hò. Về mặt kinh tế, Kang So ra không thể so bì được với Song He Kyo, nhưng cô cũng có mức thu nhập tương đối. Theo thống kê, tính đến năm 2018, nữ diễn viên họ Kang được trả khoảng 400 triệu won tương đương 7,7 tỷ đồng cho mỗi hợp đồng quảng cáo kéo dài trong một năm. Nữ diễn viên hiện đang sống ở ngôi nhà rộng hơn 260 mét vuông thuộc một khu căn hộ ở trong Nam Đông. Năm 2016, nữ diễn viên mua căn hộ với giá 2,5 tỷ won gần 48 tỷ đồng. Tính đến năm 2018, giá trị căn hộ đã tăng lên mức 2,8 tỷ won tương đương 54 tỷ đồng. Bạn là người có tiếng nói trong xã hội. Hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại